hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tình nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió, quay lại mình đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường danh lợi, hoa đạo tâm mới đẹp. Của những cái câu mà chúng ta sẽ học thì đã trôi qua,
chắc chắn là các vị sẽ còn nhớ mà ít nhiều thôi, chứ còn nhớ cho kỹ thì các vị sẽ không có nhớ. Như vừa rồi chúng ta học câu 52, 53 là nói lên cái hình trạng hay nói lên cái tính cách là giống như một cái loại hoa mà mình đang chưng ở trên bàn, nó có sắc và nó có hương. Thì giống như cái lời mà đã khéo nói, khéo tu tập mà còn có thực hiện được nữa đó, thì nó mới có giá trị. Chứ nếu mà mình chỉ nói hay nhưng mà mình không làm thì rồi cuối cùng nó không đưa đến kết quả. Đó là những cái mình gọi là những cái so sánh, những cái ví dụ trong cái lời dạy Đức Phật rất là thiết thực, cho mình thấy rằng có nhiều cái hoa đẹp nhưng mà không có hương thơm thì cái tác dụng của nó cũng giảm đi phân nữa. Và Đức Phật cũng muốn cho chúng ta thấy rằng nếu mà cái lời khéo nói hay cái lời hay mà khéo thực hiện, khéo cái thực hành thì nó sẽ có cái kết quả cao hơn. Hay nói một cách khác, giống như cái phần 50, 53 đó, cái câu 53 thì Đức Phật thí dụ một cái câu cụ thể là nếu mà hoa mà nó tàn rồi, nó héo rồi thì nó trở thành gì? Thành rác, thành bụi thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái dòng duyên sinh của Phật giáo là chính cái rác đó là hoa, là một phần của hoa. Giống như mình nói rằng những cái lá mục hay là ở đây người ta cắt cỏ hoặc là người ta làm gì, người ta bỏ phân, lấy cái cỏ, cái đồ mục đó làm phân để nuôi những cái cành hoa này. Cho nên cái lý tương tức của Phật giáo nó rất là quan trọng để khi chúng ta học những cái phần mà Đức Phật đã thí dụ chúng ta. Câu 53 thì Đức Phật Ngài nói rằng là như từ một đống hoa vậy, tức là để một đống mà chú Minh Tri hoặc là những người thợ làm tràm họ sẽ biết nữa là kết nhập, họ biết nữa là tô điểm cho những cái tràm hoa, ví dụ đám ma, đám cưới, kể cả những cái sinh nhật vân vân, đều làm cho cái những cành hoa mà bỏ chung vậy nó trở thành một cái hình thức đặc biệt, đặc sắc. Giống như bây giờ mình thấy ở phía sau mình, các vị thấy không, là một cái chậu hoa được trưng với nhiều cái cách thẩm mỹ nó khác nhau. Và nếu mà chúng ta thấy rằng là ở trên bàn mà nếu mà mình chỉ bỏ một số hoa thôi thì nó sẽ không có một cái gì khác biệt cả. Nhưng mà một cái người nghệ nhân đó, họ có thể tạo thành dáng, họ tạo thành chủ đề. Đặc biệt khi mà thầy còn đi học và còn nhỏ ở bên học những cái về nghệ thuật của Nhật Bản đó, thì đặc biệt nhất là các vị biết đôi khi họ chỉ trông có, họ chỉ trưng có một cành hoa thôi. Tức là trong một cái cành cây khô, một gốc cây khô vậy, họ cắm vào đó một cành hoa. Muốn nói lên là cái sức sống của con người và sức sống của cái thế giới rất là mãnh liệt. Cho nên giữa một cái cành khô, giữa cái thế giới khô cằn này, mà nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta có cái sự tươi mát thì cũng làm cho nó thay đổi được một cái hoàn cảnh. Đó, cái ý, cái chủ đề của người ta là như vậy. Và đặc biệt là người Nhật Bản họ sẽ hay trưng những cái loại hoa mà mình gọi là nghệ thuật như vậy. Ở Nhật thì các vị sẽ ít thấy khi nào họ trưng những một đám, một chùm vậy, ít có chịu trưng như vậy. Đây là không biết có phong cách của ai. Phong cách có thể là đôi khi người nghĩa là xúm đông lại là của ai. Người Việt mình, người Việt mình là thích những cái phong cách đó. Chứ như các vị biết là cái người Nhật Bản, ngay cả những thiền sư đó, họ làm những câu thơ, có thiền sư Basho làm câu thơ có 4 chữ, 3 chữ, 4 chữ, 3 chữ, nhưng mà là những cái lời thơ và những cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Giống như là như một vách núi bên vệ đường vậy, nó nứt một cái lằn, rồi nó nứt lên một cái lằn, rồi trên cái lằn đó nó có những cái rong rêu, ở đó nó mọc lên một cái loài hoa không có tên tuổi. Và họ làm một câu thơ, làm bài thơ, nó vừa hay, nó vừa sống động lắm. Chứ nó không có cần một đám hoa hay là nhiều, mình thấy một rừng hoa. Giống như người Việt mình mà lâu lâu mình đi coi hoa mà tulip, mùa tulip vậy, trời ơi quá xá, tự nhiên mình ngồi nhảy vô giữa coi như là thấy chung quanh toàn là hoa không. Nhưng mà thật ra mình dồn thấy là nó hay, nó đẹp và coi như nó kỳ ảo vậy. Nhưng mà trên thực tế đó, về cái giá trị mà để gọi là bình phẩm á, thì không có bình luận gì được hết, không có bình luận được. Nhiều khi cái đó hoa nó đẹp vậy, cái mình vô mình ngồi làm nó hoa xấu đi. cái gì cảm nhận gì được vậy không? Nó hoa là tự nhiên vậy đó, cái tự nhiên cái mình ngồi vô rồi nó nhồi đủ thứ kiểu, cũng có nào là kiến đen, nào là mũ bóng, mũ vàng rồi. Nó bởi vậy nó làm nguyên cái cúng hoa người ta màu vàng, màu gì thiệt là đẹp vậy, cái mình nhảy vô một cái. Nhất là cái màu áo mình, nhiều cái màu áo như con cắt kè vô nữa. Làm cho cái nguyên cả một cái liếm hoa nó mất đi cái tự nhiên của nó.
Cho nên nghĩa là nghệ thuật á, hay gọi là cái kỹ thuật, cái kỹ năng sống, hôm nay chúng ta sẽ nói về điều đó. Nó là một vấn đề quan trọng trong nghệ thuật của Phật học. Nếu chúng ta nắm được kỹ năng sống cũng đồng thời có nghĩa là chúng ta nắm được những lời Phật dạy. Nghĩa làm thế nào để biến cho thế giới bình thường này nó trở thành có một cái ý nghĩa câu sâu xa hơn và xứng đáng hơn cho cuộc sống chúng ta. Đó là chúng ta học Phật. Chứ không phải là chúng ta học Phật để chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ nghĩa là thành Phật giải thoát gì. Nói chung là đó là lý tưởng nhưng mà nó rất là cao xa, nó rất là sâu thẳm mà cái cuộc sống nhân sinh chúng ta chưa có làm được đâu. Thì cái câu mà Đức Phật đã nói trong 53 đó là cũng giống vậy, cái thân sanh tử chúng ta, cái thân bèo bọt, cái thân nhơ nhóp này á, nếu mà chúng ta khéo á, chúng ta sẽ làm được nhiều thiện sự lắm. Thấy nó tệ vậy, dù hèn cũng thể không, dù bể thì cũng kêu khạc khạc được không. Cho nên người ta nói, khi mà thầy đi ra nước ngoài, người ta nói một mình đi nước ngoài, rồi đi như vậy rồi làm được cái gì. Nhất là qua ở cái thế giới phương Tây này, thế giới là nó nhiều biến động, nhiều sự vật chất, nhiều cuốn hút. Thì ta nói thôi kệ, mình đem chung đánh xứ người mà dù hèn cũng thể, dù bể thì cứ pha phan lên cũng là tiếng chung thôi không. Đó là một cái ý niệm về để mà chúng ta sẽ học tiếp cái câu kế Đức Phật sẽ nói. Bây giờ Đức Phật trở lại trong cái câu mà 54 và 55. Hai câu này nó hơi giống nhau nhưng mà chúng ta khi phân tích thì nó sẽ có một sự cách biệt rất lớn. Câu 54 đó, Đức Phật nói rằng hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Đó là cái câu 54. Và câu 55 á, là hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng. Tức là phân tích hai cái câu này chúng ta thấy rằng câu thứ nhất là Đức Phật sẽ nói về cái một ý nghĩa khác, một cái ý nghĩa tổng quan chung á, là chúng ta biết là hương là mùi thơm và hoa thì có hương thì nó sẽ bay đi. Nhưng mà Đức Phật nói rằng trong các loại mùi hương á, không có mùi hương nào có thể bay ngược gió. Chỉ có cái hương người đức hạnh. Người đức hạnh đây tức là muốn nói một cái người có đầy đủ cái nhân cách, cái phạm hạnh, cái nhân cách sống, thì nó dù cái ngược gió nó sẽ khắp tung bay. Cũng giống như những bậc chân nhân á, tức là những bậc chân nhân là những vị mà mình được gọi là, nếu mà xuất gia thì gọi là những bậc danh tăng, những bậc thiền sư. Và nếu nói những người tại gia thì những người họ có những cái sự cống hiến, cái sự hy hiến, và dù âm thầm hay là dù mọi người đều biết, đều để lại cái những cái tấm gương và để lại những cái tiếng tốt rất là to lớn cho cái thế giới nhân sinh. Và do cái sự hiểu biết, cái sự nghĩa là cống hiến của họ đó làm cho thế giới nhân sinh ngày càng tốt đẹp hơn, thì nó giống như một loại hương, nó không có gió, nó dù người đó ở một cái góc cạnh nào, ở trên một cái quốc độ nào, ở một cái quốc gia nào rất là nhỏ, nhưng mà mọi người đều biết tên, nói tới cái xứ sở đó, nói cái tên đó là người ta biết được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là cái năng lực tuệ giác của họ tỏa hương ra. Mà hương đó là không cần có gió, bởi vì các vị thấy rằng nó có một loại hương nào mà có thể thổi bay ra khỏi cái đất Úc Châu này. Nhưng mà nếu Úc Châu này có một cái người nào mà thành tựu hoặc là cao quý tốt đẹp thì khắp nơi trên thế giới đều biết được rằng ở tại đây có một người như vậy. Thì cái ý của Đức Phật nói về mặt tổng quan, Đức Phật nói rằng vậy đó. Có nghĩa là cho dù mình thí dụ cái loại hương, loại hoa nào cũng không có đi ngược lại cái chiều gió cả. Chỉ có duy nhất cái hương của người đức hạnh. Chữ đức hạnh ở đây á, là nó bao gồm cả tên tuổi, tài năng, nhân cách sống, kỹ năng sống, hay mình gọi là nghệ thuật sống, thì gọi là người có đức hạnh. Thì người có đức hạnh đó sẽ làm cho cái hương của họ, cái mùi hương của họ đi khắp cả thế giới mà nó không có chỉ hạn chế ở một địa phương. Và nếu mà nói theo cái phần diễn dịch của thơ mà thơ Thất Ngôn hay là thơ Bát Cú hay là thơ Lục Bát, thì cái câu này được dịch là mùi hương hoa quý tiết ra, khó bề ngược gió bay xa khắp cùng,
tức là mùi hương một cái loại hoa quý nào đó mà có tiết ra không có thể nào bay ngược gió. Mùi hương đức hạnh ngát lừng, mặc dù ngược gió bay cùng bốn phương. Tức là nói về cái nhân cách sống đó, thì gọi là đức hạnh. Cho nên hôm nay chúng ta đã nói rằng chúng ta sẽ đặc biệt nói về cái câu này khi Đức Phật muốn nói đó, tức là giới thiệu chúng ta biết rằng chỉ có những bậc chân nhân nói theo trong lời nói đó, thì chỉ có bậc chân nhân là tỏa khắp mọi phương trời. Chữ chân nhân ở đây á là nói lên những bậc hiền thánh, những cái bậc có công đức, những cái bậc có thực thư tu thực tập, hay mình nói là những bậc có đạo phong. Ngoại trừ cái đạo học của họ rồi đó, tức là cái khả năng học của họ, họ có thể là tốt nghiệp, họ có thể ra trường và họ có là qua một quá trình tri thức, đó gọi là đạo học. Và cái thứ hai nữa là họ có một cái phong cách sống. Giống như bây giờ chúng ta thấy rằng ở tại đất nước Hoa Kỳ có một cái vị người Trung Quốc đi qua rất là nổi tiếng. Cho đến bây giờ đó là ai? Đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa, tức là từ hư không đến trở về hư không. Một người nữa là chấn tích từ đất Trung Hoa đi qua xứ Mỹ, xong rồi bắt đầu là mở ra mua một cái mảnh đất ở một cái chỗ mà gọi là khu vực bệnh viện thần kinh không có nước, người ta phải bỏ luôn, coi như người ta bán rẻ tại vì cái đó là không có nước được. Nó ở cách San Jose và cách ở mình gọi là gần San Francisco đó, ở tại miền Bắc Cali. Rồi Hòa Thượng tới đó xong rồi nó là ấy, xong rồi lại chấn tích ở đó, đào đất đó thì có nước để nó là làm cho cái nguyên cái khu đó bệnh viện nó trở thành một cái chỗ tu hành, đặt tên là gì? Vạn Phật Thánh Thành, hay gọi là Vạn Phật Thành. Và ngài đã lưu lại một cái mùi hương, mình ở bên đây mình vẫn nghe, rồi bây giờ người ta vẫn còn nghe, vẫn còn tu, vẫn còn học và những cái bài đó là pháp thoại của ngài. Cho nên đó là cái bậc Hòa Thượng Tuyên Hóa. Đó là một cái dạng mà như chúng ta nói được Đức Phật tán thán, đó là bậc chân nhân. Được gần hơn chúng ta cũng có nghĩa là chùa Tây Lai như Hòa Thượng là Tinh Vân, rồi những vị như là Đức Đạt Lạt Ma. Đó mình nói về mặt mà gọi là Catholic, chúng ta có nghĩa là những người linh mục mà những vị cha mà đấu tranh cho phân biệt chủng tộc, bất bạo động chẳng hạn, thì những người đó, hay là những vị nổi tiếng như là ngài Thánh Gandhi, người rất là nghèo khổ của Ấn Độ bị ám sát chết, thì những vị đó là những cái bậc được gọi là những chân nhân. Bởi vì các vị biết là Ấn Độ là nó dơ, nó bẩn lắm, nó là không có mùi gì mà hương cả, nhưng mà ngài Thánh Gandhi đã trở thành một cái biểu tượng cho cái tinh thần vị tha, vô ngã, bất bạo động của dân tộc Ấn Độ. Cho nên người ta coi ngài Thánh Gandhi á, tức là coi ngài Gandhi á là trở thành thánh, và coi như đó là một vị cha già của dân tộc Ấn Độ trên 1 tỷ dân. Thì những cái người đó đối với đạo Phật, đối với Phật học, chúng ta gọi đó là những bậc chân nhân. Những bậc chân nhân, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời, ở đâu người ta cũng học theo cái hạnh của người đó hết. Thì bây giờ đó, cái hôm nay chúng ta muốn nói đến đó là cái xã hội và cuộc sống đó, nó sẽ đào luyện chúng ta rất nhiều. Nhưng mà các vị có đọc cái bài gần đây, tức là của ông Nguyễn Trung Quốc đó, ông nói về cái kỹ năng sống và cái tình trạng vô cảm và vô trách nhiệm ở cái xứ sở mà mình gọi là quê hương gốc của mình à. Và các vị thấy là mình rất là buồn. Điều đó họ nói không phải là sai, họ nói không phải là sai, bởi vì khi mà chúng ta bị cái tình trạng gọi là có một cái đời sống trong nhà, trong giáo dục của Việt Nam mình ngày xưa đó, cách trước năm 75 á, thì chúng ta học có một bộ môn là gì? Công dân giáo dục. Công dân giáo dục là một cái môn phải học, phải thi, và cái điểm của thi công dân giáo dục đó, nó rất là cao, bởi vì nó đòi hỏi là một người ra trường đó, từ tiểu học đến trung học đó, phải biết được cái tinh thần gì, trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, với tổ quốc, rồi có trách nhiệm đối với gì, đối với những người chung quanh, với xã hội. Ngay mà thầy còn nhỏ mà các vị biết là đi học á, là sáng mà ra chào cờ rồi đó ha, mỗi ngày ra chào cờ xong rồi đó ha, rồi là bắt đầu hát những cái bài quốc ca, rồi còn phải được học rằng ngay cả khi mình đang đi mà mình gặp một đám ma mình phải làm gì? Dở nón cúi chào đó. Rồi thậm chí nữa là mình đi gặp một người già, người gã, bất cứ ai đi qua đường, mình phải đứng, mình phải đợi, mình phải dẫn họ đi, mình phải nhường đường,
ngay lúc mình còn học mới tiểu học lớp 3, lớp 4 ngày xưa đó, là mình phải học cái môn đó gọi là công dân giáo dục. Công dân giáo dục đó là gì? Là đạo đức, là kỹ năng sống. Cho nên một người có công dân giáo dục á, thì người đó khi lớn lên họ lập gia đình hay là họ sống ở xã hội, họ mới có một cái kỹ năng sống, có nghĩa là một cái phương thức sống, một cái nghĩa là tư cách để sống. Chứ nếu một cuộc sống của mình nó bê tha quá, nó không có phương hướng, ngay cả mà nếu mà mình nhìn cách mình ăn mặc mà nó, mình gọi là nó bê bối, rồi cái phòng của mình hay mình để đồ hay là mình tất cả mọi thứ là nó đều liên hệ tới công dân giáo dục cả. Nó đều liên hệ tới kỹ năng sống. Nếu một người á, bây giờ cái xã hội của Việt Nam bây giờ người ta cũng trong môn, trong trường học người ta dạy kỹ năng sống, nhưng mà rồi không biết học riết nó trở thành kỹ năng chết luôn. Tức là nó không có, nó sống nhưng mà nó không có thực sống. Nó chỉ có nghĩa là những cái lý thuyết mà đồng thời nó không có đưa thực hiện, nó không có giáo dục làm cho cái người học sinh và làm cho cái thế hệ trẻ nghĩa là hiểu được cái kỹ năng sống một cách nghĩa là thực dụng, giống như ngày xưa mà cái thời mà mình còn học nghĩa là lớp 3, lớp 4 cách đây năm thập niên năm 60 chẳng hạn vậy, thì chúng ta mới biết rằng nó có một sự khác biệt về giáo dục thế nào. Bởi vì nghĩa là khi chúng ta muốn đi nhanh và muốn đạt đến một cái đỉnh cao của vấn đề vật chất hóa của xã hội hóa, hay gọi là mình muốn đưa một cái nền kinh tế của một đất nước mà nó thiếu đi những cái nền tảng căn bản về đạo đức á, thì coi như là nó sẽ hủy hoại đi rất là nhiều cái nền tảng căn bản đạo đức để nó đạt được cái vấn đề nền tảng kinh tế. Muốn xây dựng một cái đất nước hùng mạnh á, thì người ta phải đòi hỏi là xây dựng một cái nền tảng của đạo đức trước, rồi mới đến là cái nền kinh tế. Nếu khi mà mình muốn nghĩa là vực dậy một cái nền kinh tế nó quá yếu đuối bệnh hoạn á, mà bỏ đi cái chương trình của nghĩa là kỹ năng sống của đạo đức á, thì sẽ tạo thành một cái lỗ hổng rất lớn. Cho nên người ta nghĩa là chỉ tính sao có lợi thì làm, có lợi thì làm. Và những người có thành đạt nhiều chừng nào, mạnh chừng nào, hay gọi là những đại gia nhiều chừng nào đó, thì họ không hề nghĩa là coi lại phía sau là họ đã bỏ đi biết bao nhiêu những vấn đề đạo đức. Ví dụ như là như bây giờ mình sợ đồ ăn, sợ đồ giả, sợ này kia, bởi vì lý do là mục đích là miễn có lợi là được thôi, qua mắt đồ là thôi, không cần thiết, miễn là ai ăn sao cho mình không ăn. Thậm chí là người ta làm đồ và người ta nấu ăn mà chính cái người nấu không dám ăn. Trồng trái cây mà người trồng không dám ăn, bán ai ăn đáng chịu, thấy không? Thì như vậy là cái kỹ năng sống và cái đạo đức của chúng ta bị khủng hoảng, và khủng hoảng chúng ta đạt được kinh tế thì bù lại là chúng ta sẽ có một lỗ hổng rất lớn, là một cái thân tan nát hết trơn về cái vấn đề mình gọi là bệnh hoạn của tâm linh. Cho nên giống như mình nói rằng trong cái vô cảm đó, ông Nguyễn Quốc nói là có ba cái vô cảm. Ví dụ như là vô cảm thứ nhất là gì? Vô cảm về xã hội, chúng ta có vô cảm về trách nhiệm, rồi nghĩa là vô cảm về khổ đau của người khác. Ví dụ giờ thấy nghĩa là người ta bị móc túi, hay là thấy bị đánh, bị đập, hay là ở trong trường học mà các vị biết là người ta đưa lên YouTube mấy đứa nhỏ nó đánh với nhau, trời nó xé áo, rồi nó rọc quần, nó làm thấy ghê lắm. Thậm chí nó là làm những chuyện không thể tưởng tượng được vẫn được đưa lên trên mạng để như vậy. Nhưng mà người ta có nhiều người cứ đứng chắp tay đến coi, rồi có nhiều người là thấy ta đánh vô đó, vậy đó. Tức là cái bằng là những cái chỗ mà ăn uống sai xưa làm như vậy á, thành ra chính như vậy đầu tiên là cái làm cho con người dân á, cái người đó, con người sống á, nó mất đi cái kỹ năng sống, nghĩa là người thờ ơ, coi như là chữ vô cảm, nghĩa là rất là gì, là lạnh nhạt. Nói chung tới con người thì dùng tới từ cái bằng lãnh cảm rồi, không còn xài được nữa rồi, hết muốn gì rồi. Thì các vị cứ thấy rằng nếu mà con người ta như vậy thì con người ta sẽ vô cảm trước khổ đau của người khác. Cho nên là học hành gia đình đường phố gì cũng vậy đó, không có một cái sự mình gọi là cái bằng compassion, tức là không có một sự cảm thông, không có một sự bao dung, thì làm sao mà tìm được những cái bậc chân nhân được? Không tìm được, rất là khó. Cho nên vì cái ý niệm này đó mà chúng ta thấy rằng đó là ta đánh nhau rồi đó, hay là xe lật á, thì người ta không lo cứu người mà người ta coi cái gì nó văng ra to thì ta lượm nhà cháy, các vị biết không, một cái chợ cháy kinh hồn vậy đó. Người ta không sợ chết người, không sợ mất, đầu tiên mà những người bị chết là những người chạy vô lấy đồ, chứ còn thật ra chủ sạp không có trong đó. Cho nên nhiều khi người ta lấy đồ mà thậm chí người chủ đứng đau khổ nhìn vậy, lấy người ta lấy đồ mình đi khơi khơi vậy đó. Làm sao vậy?
Rồi cái người, đôi khi cái người chữa cháy mà muốn được chữa cháy phải trả tiền nó mới vô chữa cháy. Cho nên nghĩa là phải đưa tiền thì nó mới xịt, còn không đưa tiền nó xịt trên trời không à. Làm sao nó vô cảm cái mức độ đó, tức là người ta cháy đau khổ, vấn đề chính là phải có tiền thì cái giò nước nó mới đi đúng ngay chỗ tắt, còn không nó xịt ngoài đường không làm sao đó. Cho nên nó đã mất của này nó mất thêm của khác, nó làm cho mình thấy, mình đọc mình thấy rất là buồn khi một người mà biết được những điều đó. Nghĩa là không phải là mình không biết, nhưng mà nghĩa là khi người ta cô động lại những vấn đề đó để mình thấy rằng cái kỹ năng sống đó, nó đã biến thành kỹ năng chết, bởi vì chúng ta không có thực hành kỹ năng, tức là phải thực hành. Giống như mình nói là một người có kỹ năng điêu khắc giỏi là họ phải thực tập tới thực lui, cho nên cái tay họ nó rất là nhuyễn. Giống như một người thợ sửa đồng hồ, các vị biết là họ tập cái kỹ năng của họ, nghĩa là họ gấp từng những cái con vít nhỏ, ngày nhỏ thầy đi sửa đồng hồ thì thích đứng coi họ lắm. Cái ông này không gắn cái cục gì lên con mắt á, gắn là cái nó dòm lên con mắt nó lớn lên đó. Ông ngầu mà các vị biết không, cái vít của mình á, ông nắm lên cái sợi dây tung ten, tức là cái sợi dây mà để cho nó đánh cái đồng hồ mà mình chạy cái lóc cốc á, dở lên dở xuống các vị biết không. Trời, cái đó mà đưa mình vô mình có kỹ năng nắm một cái là nó nát tan cái trơn rồi. Cái dây nó rất là nhỏ vậy mà nó là ông già năm mươi mấy tuổi mà ông ngồi nữa là ông sửa đồng hồ, các vị biết không. Rồi những con ốc, những con vít rất là nhỏ thì đòi hỏi họ có gì, họ có kỹ năng, mà kỹ năng này là phải được thực tập 30 năm rồi, 30 năm tay nghề nó trở thành kỹ năng. Cho nên đây chúng ta không thực tập kỹ năng, chúng ta đưa thành ra cái kỹ năng sống của chúng ta thành kỹ năng chết, tức là chúng ta chỉ học có một cái tên gọi thôi, nhưng mà người ta không thực hiện. Cho nên khi ứng dụng vào đời sống là người ta toàn là bị đổ vỡ. Cho nên khi mà mình vô cảm trước khổ đau kẻ khác, rồi mình vô cảm gì, vô cảm trước các tệ nạn của xã hội nó có bao nhiêu tệ nạn, ví dụ như là móc túi, trộm cắp, hay là kể cả như là ông sư cũng vậy thôi. Có những ông sư giả bây giờ người ta chụp hình người ta đưa lên nữa là trời ơi, ông ở trần bụng nặng bụng bự, ngộn nhậu thịt này kia đồ. Tại vì là những người đó họ đi xin, họ mặc đồ hay là đồ vàng hay là đồ này kia để họ đi khất thực cho dễ, rồi cái là họ đi về để họ nghĩa là phá hoại được cái hình tượng, phá hoại được cái ý thức của tôn giáo. Nói rằng bây giờ mấy người tu vậy thôi, không có tìm được người thiệt. Cho nên vì vậy làm cho cái là cái thế giới, những cái tín đồ, những cái người tu hành, họ nhìn thấy những người Phật tử chân chánh, họ nhìn thấy cái này họ cũng chán nản, họ hết muốn rồi đó. Cho nên đó là những cái tệ nạn xã hội. Rồi bây giờ đó là khi tệ nạn xã hội, kể cả xì ke hút chích này kia gì, nó làm nhan nhản, nhưng mà mình không có trách nhiệm, bởi vì mình nói là mình đụng tới hay mình nói tới hoặc mình kêu ai giúp là coi như là mình bị gì, bị dạ vào thân, bị tai nạn. Mình báo cáo thì mình bị tai nạn, phải không đó. Thì bây giờ phải làm sao? Đó là một trong những cái mình gọi là vô cảm, tức là cái bằng rất dữ dưng. Rồi nếu mà vô cảm lớn hơn nữa là vô cảm về của cái gì, của cái xã hội, của xã hội, tức là xã hội của mình hay là quốc gia của mình đang bị nguy cấp, bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ nếu mình hỏi những người dân thương yêu của mình, họ nói làm gì được, nhà nước không làm mình làm gì. Rõ ràng ai cũng phải nói câu đó. Rồi nhiều người nói rất rõ, nói cho thầy nghe thầy cũng ớn, nó nội mà Trung Quốc mà đi ra nó phun nước miếng không mình cũng ngập rồi. 1.4 tỷ người mà nó qua nó phun nước miếng không mình cũng chết rồi. Thôi làm gì giờ? Nó là nói gì mà còn cái chuyện mà hàng Trung Quốc mà nó đi qua lậu đủ thứ, từ gạo lậu, từ cái là gạo giả, gạo xi măng, cái là trứng ni lông rồi kia, mọi thứ nó làm. Nó làm như vậy, nhưng mà cái nếu bây giờ mình nói tới người dân, rồi dĩ nhiên là cả một đất nước, một cái dân vậy là 80 triệu, nhưng mà hết gần là 80%. Không ai muốn nói tới chuyện xã hội trơn, bởi vì xã hội nó quá quá tệ đi, bây giờ họ không có làm gì được hết trơn, không làm gì được hết. Chứ ngày xưa chúng ta thấy là chúng ta học lịch sử hồi thời của thầy đó, là cái bằng học nó là cái bằng Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn, rồi những người mà cầm trái cơm mà không được vô hội nghị là bóp tới gì, bể trái cam. Rồi nữa là cái bằng đó là từ Trần Hưng Đạo hay là những cái cuộc hội nghị Diên Hồng trước cái mình là nhục của nước, đó là hay là trước cái thế của nước vậy nên hòa hay nên chiến, thấy không? Mà ta có được những cái hội nghị, tức là cái đỉnh cao trí tuệ, ta đưa đến những trí tuệ mạnh dạng vậy đó, thì mới hy vọng rồi là cái bằng cái vấn đề của xã hội có vấn đề giải quyết. Bây giờ bởi vì nói tới họ nói rằng nếu ai mà muốn lên đó thì coi như là cũng có thể bị bắt bớ, cũng có thể bị tội tập tình, cho nên thôi mắc mớ gì tự nhiên đang ở yên không muốn lại muốn nhào vô tội, thật sự như vậy.
do cái kỹ năng, do cái thái độ sống đó nó kéo dài riết, cho nên mình thấy rằng đó là cả một cái nhân sinh quan, cái nhân sinh quan là như vậy, cho nên người ta rất là khổ đau đau. Ba cái yếu tố đó là chúng ta thấy rằng của con người thôi, của con người, kể cả những người rất là nghèo cho đến những người gọi là giới thượng lưu, những người mà làm ăn có tiền của thì họ nói thôi miễn là sao mà có tiền, hoặc là làm sao mà là có tiền để mình an thân thôi. Mình làm nhà rồi ở yên thôi, còn cái chuyện xã hội làm sao lo cho hết được. Các vị cứ biết rằng đó là nói tới cái tinh thần thứ hai là cái tinh thần mà vô cảm với trách nhiệm, nó còn tồi tệ nữa. Ở đây mỗi lần mình thấy là họ muốn sửa một cái đường gì, họ muốn làm một cái gì đó, là họ phải có bao nhiêu người đứng dẫn đường, để bao nhiêu cái đồ đỏ rồi để đèn chớp nhá bằng đêm này kia, để cho mình biết rằng đó là phải giảm tốc độ, và trước khi mà ngày mai đó, ngày mốt kia có một cái trận đá bóng trên con đường đó, là họ phải để đèn chớp cho biết rằng đó là cuối tuần sẽ có một cái cuộc thi đấu, cho nên sẽ kẹt xe, để cho mình biết trước mình tránh không có bị cái nạn kẹt xe, không có bị khổ, không có bị mà chui vô rồi ra không được. Còn ở đây là cái bằng không có trách nhiệm đến mức độ cái bằng lỗ ga lỗ gì đào ra rồi các vị biết lô cốt này kia rồi ha, ai đụng chân cái bằng cái Honda chạy xuống té gãy giò gãy cẳng rồi bằng đêm hôm không thấy đường không thấy xá gì hết. Mà nếu có nhiều nữa là cái bằng tốt lắm mà họ cũng chặt cái cây họ để ngang ở đó vậy thôi, không có gì để bảo vệ được cái mạng sống của con người hết. Rồi chỉ có một mình cái đất nước mình có đặc biệt á, làm con đường tốt biết như tiền nhưng mà đè đường chờ lún, tức là không biết hồi nào lún. Đường chờ lún tưởng đâu có tên này lạ, mới học là có một cái tên mới, đường Trần Quý Cáp, đường Gia Long Lê Lợi, bây giờ có thêm đường chờ lún. Bởi vì sao vậy? Nó chưa lún, nó sẽ lún, cho nên nghĩa là mình lên ráng chịu à, nó lún rồi ráng chịu thôi, chứ biết sao nữa. Bởi vì nó đang chờ lún mà. Nó vậy bây giờ sao? Tại sao các biểu cũng như trách nhiệm người ta đi lên nhiều quá, cái cầu là đứt cầu treo. Đứt cầu treo là nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân tại sao đứt cầu treo. Vì lý do là con ốc. Bức ốc. Cái trách nhiệm là trách nhiệm của con ốc thôi, chứ không phải trách nhiệm của người ta. Lý do là người ta lên đông quá, cái con ốc chịu nổi bức ốc. Trách nhiệm của con ốc là nặng nhất. Đây là vấn đề người ta gọi là vô cảm với trách nhiệm là gì? Vô cảm với trách nhiệm với quốc gia, với xã hội. Vô cảm trách nhiệm với cái là chuyện của quốc tế, chuyện này kia rồi. Nhiều thứ lắm mình không có muốn nói tới. Tại vì sao vậy? Tại vì đôi khi người ta nghĩ rằng nói tới là người dân và mọi người họ rất sợ. Bây giờ họ sợ là nó đụng chạm tới chính trị. Nhưng mà chính trị là gì? Là xã hội. Vấn đề là trị nước một cách chân chánh đó thì mới gọi là chính trị, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà tại vì cái mà người ta sợ chính trị là vì cái văn hóa và cái sự học hỏi của mình nó thiếu đi, thiếu cái nền tảng về cái là kỹ năng sống của văn hóa, cho nên người ta sợ chính trị, chứ không phải là chính trị là cái gì đó đáng sợ đâu. Và cái câu mà Đức Phật ngài nói câu này, chúng ta thấy rằng đó là chính vì vậy mà con người ta sẽ mỗi ngày muốn tu tập đó, thì chúng ta phải đi qua con đường có những cái kỹ năng sống. Nếu mà chúng ta học cái lời của Đức Phật dạy á, hay là Đức Đại La Lạt Ma có dạy á, trong cái những cái cách học làm người, hay là ngài Tinh Vân có nói đó, nghĩa là học mãi học hoài không bao giờ tốt nghiệp hết trơn, bởi vì ngay cái học làm người là chúng ta đã học chưa xong rồi. Và trong cái học làm người là cái nghệ thuật đầu tiên là phải học nhận lỗi. Không ai chịu lỗi hết trơn. Mà chính chúng ta muốn tu tập và chúng ta muốn tiến bộ thì chúng ta phải nhận lỗi. Chứ mình là cái gì cũng đổ thừa, miễn làm sao mà mình đừng có dính vào trong đó thôi. Bởi vậy có nhiều khi á, kể cho các Phật tử nghe câu chuyện mà các vị đã từng có dịp đọc rồi đó. Tức là như trong chùa có chuyện gì xảy ra vậy? Đức Tôn Sư ngày nói nghĩa là hồi thời mà ngài A Di Đà tu vậy đó, các vị trưởng lão á, thấy cái bình bát hay là cái ly quý rất là tốt bể vậy đó. Hỏi ai làm bể, không ai nhận hết trơn. Trong chúng tới mấy trăm người không ai nhận, không có làm bể. Chỉ có ngài A Di Đà đứng ra nói dạ con làm bể. Nó không làm bể cái này rồi là tội ông tốn của đàn na thế tí, nên phải làm đủ thứ mọi công chuyện cực nhọc hết. Từ quét sân cho đến là cái bằng lau bằng tiêu rồi đi đốn củi này kia. Nói dạ để con làm. Nhờ con nhận cái làm bể cái ly, con có cái phước báo là con phục vụ cho chư tăng. Rồi cho đến những khi mà nó là tự nhiên ở giữa ai nó chạy vô
chết sình thúi ở giữa chánh điện, không ai dám dọn ở trên, nó chỉ đợi ông A Di Đà cũng đi về cũng dọn thôi. Cho nên cuối cùng đó là ngài A Di Đà về cái là chưa kịp nghỉ ngơi vậy đó, cởi áo ra lên dọn cái xác chết đó. Nghĩa là dòi không vậy, nhưng mà khi dọn lên là thấy là bưng cái xác chết là nghe nó nhẹ te mà nó thông phức, là coi như là hoa sen nó nở ra thành Phật A Di Đà. Trong câu chuyện kể về cái tích của ngài vậy. Đó là một cái cách thức để học nhận lỗi. Bởi vì nếu mà chúng ta có nhận lỗi được thì chúng ta mới biết được rằng con người mình nó chưa hoàn thiện, và mình có cơ hội để mình làm thiện, làm tốt. Nên là mình cứ muốn đổ lỗi trách nhiệm cho người này, đổ lỗi trách nhiệm cho người kia. Cho nên nhiều khi các vị biết ở trong chùa của mình cũng vậy đó. Có nhiều khi sư cô nói rằng không biết sao mà hỏi vậy, hỏi cái dễ trái cây trong còn có 2 trái à, 5 trái. Tôi nói vậy thôi, thầy ăn thì trái ai ăn? Thì hỏi mà không cứ hỏi hoài, hỏi đi kiếm cái này kia. Tội nghiệp vậy, không biết ai đi lấy trái cây rồi đi lấy là không lấy hết luôn đi, không bưng dĩa cho rồi. Cô nói nhớ rõ ràng tới 5 trái, giờ còn có 3 trái. Tôi nói thôi tôi ăn thì chắc ăn biết. Phải không? Nếu mà thầy ăn thầy được quyền ăn chứ cái gì, phải không? Nhưng mà tội nghiệp có khi hỏi bà cụ lúng túng, nói không biết các chuột à, chuột ăn. Ở đây chuột bự lắm, nó mới ăn được mấy trái táo bự, phải không? Nếu mà chúng ta có một cái cảm nhận nào đó, chúng ta nghĩ rằng nếu mà lỗi là mình nghĩ thôi, mình nhận thôi thì mình thấy mình khỏe hơn. Mình nhận thì mình sẽ làm đó là khỏi nói nữa. Không, khỏi phiền phức nữa, phải không? Đôi khi đó mà chính mình có lỗi mà mình còn không biết nhận lỗi thì cái chỗ này đó là chúng ta sẽ tạo thành một cái sự suy thoái về cái tâm linh của chúng ta. Các vị đó là đọc trong net mà kể chuyện mà cái là ông sư mất quần học đó. Tức là ông đi ngang một cái giếng, xong rồi cái ông nhìn thấy trời ơi cái quần nhỏ không biết có ai đó, kêu hết hàng xóm coi mọi người ai ra coi là trời ơi sao mà cái quần mà giếng nước giếng nghĩa là để nấu ăn mà xong rớt cái quần ở dưới. Nhưng mà kêu sao chưa có ai ra, nhưng mà dồn kỹ lại không phải quần của ai, quần của mình. Coi rồi thấy cái quần mình cái hồn vía lên mây, nghĩa là làm gì, bịt miệng lại gói xung quanh, không thấy ai, mau lấy cây giớt rồi đem đi phơi. Đó là cái thái độ của ai? Thái độ của mình. Thái độ của mình cứ là tất cả con người chúng ta bây giờ đang ở trong thái độ đó. Có nghĩa là cái gì mà lỗi của người ta là la hên lên hết cả hàng xóm biết là ai ăn ai lấy ai làm rớt này kia. Nhưng mà nếu quả thật coi lại không phải ai mà chính là ta đây, ai là mi nè, hu em ai là ai em hu đó, kiếm được mình là ai đó. Đó, khi mà kiếm được chính con người của mình rồi, lúc đó là làm gì? Nín thinh luôn, không nói tiếng nào đâu. Nín thinh luôn rồi dọn dẹp sạch sẽ, là chưa có chuyện gì xảy ra, không có tội tình gì đâu. Nếu mà tìm ra một ai đó mà làm rớt cái quần, nó trời ơi, nào là kể ra nhiều thứ tội ghê lắm. Giếng nào là rửa trái cây cho Phật, là nấu ăn cho đại chúng, là trời ơi rớt cái quần nó tội chết luôn, tội tới địa ngục A Tỳ lận. Nhưng mà nếu mình rớt rồi thôi làm gì, đem giặt phơi tỉnh que thôi, không có địa ngục đỏ đâu. Bởi kinh pháp cú là có dịp mình học tới nói rằng là lỗi mình thì mình giấu giống như kẻ gian giấu bài, các vị biết là kẻ gian giấu bài nó đưa vậy nè, nó giấu không ai thấy nè, nó là cái bằng lừa gạt mà đó. Thì khi chúng ta học đó, chúng ta mới thấy là cái lời pháp cú khi Đức Phật thí dụ nhiều cái rất là sinh động mà rất là thực tế trong cái cuộc sống của mình. Nhưng nhiều khi mình học kinh mình tưởng là kinh là cái gì đó nó siêu tuyệt quá đến mức độ mình không thể hiểu được, thì nếu mình không hiểu được thì kinh nói ra cho ai? Nếu các Phật tử học kinh mà không hiểu được kinh vậy thì kinh nó làm kinh dị quá, kinh khủng, phải không? Kinh là phải hiểu, phải được trình bày là thế cơ thế lý, thì một trong những dạng đó là kinh bất cứu đó. Thế nên đức khi mà Đức Phật nói rằng cái câu nói rằng là chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi hương đời, mình mới thấy rằng đó là mình phân tích về hương thì các vị thấy rằng trong cái vấn đề mà hương của chúng ta có nghĩa là chúng ta nói về 2-3 loại hương. Cái câu kế đó, chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật nói rằng hương của chiên đàn, hương của già la, tức là hoa, những cái loại hoa mà nó rất là cao quý, giống như ở Việt Nam mình có mùi hương gì?
mùi hương mà dạ lý hương, các vị có nghe không? Đó. Rồi hoa ngâu hoặc là hoa sứ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến từ hương thì chúng ta phải biết rằng đó là ở đây Đức Phật nói là hoa sen, hoa vũ quý, rồi hương gỗ, các vị không? Những cái gỗ trầm. Đó, cái từ trong này đó, tức là hoa chiên đàn, thành ra là đàn hương đó, tức là gỗ trầm. Gỗ trầm, rồi ngoại trừ gỗ trầm còn nhiều loại gỗ khác, gỗ đàn, gỗ huỳnh đàn, và những gỗ đó thì rồi có tỏa ra những cái mùi hương rất là đặc biệt, rất là quý. Mình vô trong phòng là mình nghe thoang thoảng cái mùi hương vậy. Ở bên này nó có một cái cây nữa là cây sida. Cây đó người ta cũng nghĩ là nó có một cái mùi hương, khi các vị biết là người ta làm ở trong phòng tắm để cho khi mà xông lên nó nóng lên đó thì nó sẽ có cái mùi thơm giống như là một loại chất dầu vậy. Gỗ sida. Sida là tên của nó chứ không phải là bệnh mà bệnh HIV đâu nghe. Các vị biết gỗ sida nó rất là nhẹ, mình để mình đóng silin rồi đó. Thì bây giờ đó chúng ta thấy rằng trong lời Đức Phật nói là giữa những cái loại hương ấy đó, kể cả hương hoa sen hay là hoa này kia, nhưng mà cũng không có bằng cái hương của cái giới hương là vô thượng. Cái phần thứ hai Đức Phật nói về giới, vì cái phần này nó quan trọng cho nên chúng ta sẽ nói rất là nhiều mới có thể nói hết được ý từ về cái giới hương. Bây giờ chúng ta chỉ nói về cái phần phân tích trước nhất là về cái loại hương thôi. Về các vị biết là trong bốn loại hương á, mà được Đức Phật nhắc đến á, thì chúng ta có cái gì? Giới hương, định hương, tuệ hương. Đó là ba cái á. Mà nếu mà các vị đọc trong cái bài đầu tiên là dân hương thì chúng ta có ngũ phần hương. Ngũ phần tức là năm phần, là giải thoát tri kiến hương. Đó là chúng ta chưa nói cái phần hương thứ sau. Ta chỉ nói đó là cái phần đặc biệt trong cái phần Đức Phật thí dụ là có bốn loại hương là cái phần gọi là xứ hương. Và nói những cái loại hoa mà chúng ta vừa kể đây á, là muốn nói đến cái từ là xứ hương, tức là cái hương mà được so sánh bởi cái lỗ mũi của chúng ta, nó gọi là tỷ. Thì trong cái lỗ mũi chúng ta phân biệt được cái mũi đó gọi là mùi thơm, mùi nồng nàn, hoặc là mùi hôi, hoặc là mùi thối này kia đó, thì nó thuộc vào cái là tỷ, tỷ hương. Và cái đó được dùng một cái từ riêng được gọi là xứ hương. Tức là ngoại trừ giới định tuệ hương rồi chúng ta có một xứ hương. Nhưng bây giờ chúng ta nói xứ hương, xứ hương cũng có hai loại. Xứ hương nó có hai loại. Xứ hương nghĩa là thiên nhiên, tức là mình gọi là cái bằng một cái từ gọi là xứ hương thiên nhiên, tức là mình gọi là của cái không gian, của hoàn cảnh. Rồi một cái xứ hương của gì? Của cá nhân hay mình của từng con người á, của thân thể nữa. Thì bây giờ đó chúng ta mới thấy rằng chỉ riêng cái từ xứ hương không á, là các vị thấy rằng là nếu mình nói rằng mình đi về quê á, mình sẽ nghe một cái mùi gọi là mùi hương đồng gì? Hương đồng cỏ nội. Rồi mình đi rồi mình nghe cái mùi hương lúa. Nếu mà những người nghệ sĩ, nghệ nhân này kia, các vị biết họ làm những cái bài thơ hay những cái bài ca nhạc, bây giờ mỗi lần mình hát mình nghe đó là hoa sứ nhà nàng rồi không? Đó chẳng hạn cái đó. Hoặc là cái bằng hoa bưởi, nghĩa là khung cửa sổ hai người gì đó. Hoa chanh, hoa bưởi, tất cả những nhà thơ từ kể cả như là Nguyễn Bính, Xuân Diệu đồ là họ muốn nói lên cái loại hoa đó, loại hương đó. Mà loại hương đó là nó mang tính gì? Nó mang tính của thực vật, của thiên nhiên. Rồi bây giờ nó có một loại hương thứ hai là về mặt nghĩa là và con người đó, tức là về mặt con người nó không nằm ở thiên nhiên nữa. Mà khi mà những cái loại hương của con người đó thì bắt đầu người ta phải, nó mang tính commercial, tức là người ta phải nghiên cứu, phải chế biến những cái loại nào mà khiến cho người ta rơi vào cái con đường của ham liếng, của say đắm, của thích thú. Và cái đó nó tạo thành những cái bất thiện pháp hay gọi là ác nghiệp. Bây giờ đó là mình nói rằng nói nó cái giới phụ nữ thì nó nhiều chứ rồi giới phụ nữ thì là bị nghĩa là lúng vào những cái loại hương này nhiều nhất, tức là cái bằng channel vai và đủ thứ hoa hương này kia, là cái loại hương đó là loại hương đưa đến con đường của gì, của bất thiện pháp. Cho nên những nhà văn hoặc những người mà viết đó, họ nói rằng đó là hương trinh nữ. Trời, nghe cái thấy tự nhiên mấy ông kia nghe xong mỏi giò mỏi đầu gối. Tại sao vậy?
Tại vì cái loại này là loại sự phân biệt, sự cảm thọ. Muốn nói lên cái bằng cái hương thơm từ một con người. Và chính vì cái đó nó sẽ tạo thành những cái ý thức ham muốn, nhục dục và đưa đến vấn đề bất thiện pháp. Vì vậy mà những cái nhà mà cái bằng nghiên cứu về vấn đề công nghệ và vấn đề mà thị trường đó, họ mới tìm những cái loại hương mà để cho nghĩa là người đàn ông xài riêng, người phụ nữ xài riêng, đi ngang qua cái là vừa đi ngang qua cái quay đầu để là để làm cho quyến rũ, để làm cho nghĩa là cái bằng lôi cuốn và để làm cho sụp đổ. Chỉ riêng hương không là nó đã mình đã thấy hai cái nó khác nhau rồi. Và nếu mà chúng ta chỉ biết rằng cái hương mà hương của thiên nhiên, của tự nhiên á, nó có thể bay ngược gió không, và hương của con người càng không bay ngược gió. Hương mà cái bằng cái loại hương mà để tạo thành con đường của ác pháp, của bất thiện pháp là không thể bay ngược gió, bởi vì nó chỉ che lấp chỉ một lúc mà thôi, chứ một lát bắt đầu nó là nó đổ mồ hôi ra rồi thì bắt đầu nó bay ra một cái hương khác nữa. Hoặc là sáng á, mà nó không ấy, nó không có xịt đầy đủ rồi đó thì nó còn tệ hại hơn gì nữa. Thì đó là vì nó là một loại giả dối để che lấp một cái khác và lôi cuốn người ta, nghĩa là hiểu sai về một sự thật. Nó khác nhau chỗ đó. Bây giờ chúng ta học lại cái lời của Đức Phật nói về hương của loài hoa chiên đàn, hoa già la, hoa sen, hoa vũ quý, tức là những loại hoa bây giờ mình nói, trong đó có hoa hồng, hoa sứ, hoa nghĩa là già lý hương. Những cái mùi thơm có nhiều loại rất là nồng nàn, có nhiều loại rất là nhẹ nhàng. Thì Đức Phật nói rằng những cái loại hoa đó nó có cỡ nào nữa, nó cũng không có hơn được cái hương thơm của cái gì, của người gọi là giới hương, người giữ được giới hương. Chúng ta chưa nói là những bậc chân nhân, bậc chân nhân nãy chúng ta nói tức là những người có kỹ năng sống, những người có tên tuổi, những người có thể làm hạnh phúc cho người khác, thì cái hương đó nó bay ngược gió. Bây giờ cái câu này tức là câu 50, từ 54 qua 55, Đức Phật nói rằng tất cả những loại hương được trình bày, kể cả hương thiên nhiên và hương của con người ham muốn dục dục, cũng không có loại nào vượt qua được giới hương. Chúng ta chưa nói tới hai cái phần sau, tức là nói phần thứ nhất là phần giới hương. Như vậy thì bây giờ mình thấy rằng đó là ở Việt Nam mình á, ngày xưa trong những cái chuyện tàu á, nó hay muốn nói tới là muốn ăn cướp hoặc này kia, người ta ngủ trong đó nó sọt vô cái lỗ và rồi nó thổi vô một xông vô, nó gọi là mê hồn hương. Mê hương, bởi vì vậy cho nên nó mới có từ là cái xong rồi nó là mình chỉ thử trong là mình mê luôn, hồn cũng mất tiêu luôn rồi. Đó. Mấy cái quán gọi là nữ quán hay là hắc quán ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái loại mê hồn hương đó. Ở đây Đức Phật ngài muốn nói rằng đầu tiên á, kết luận cái câu này là giới hương là vô thượng. Giữa những loại hương và của thiên nhiên của con người đó thì Đức Phật nói giới hương là cao thượng. Bây giờ chúng ta phải nói rằng thế nào là giới hương là cao thượng? Giới là gì? Lâu nay đó các vị biết rằng tất cả cái người học Phật á, là dù là người xuất gia hay là người tại gia đều có giới, đều giữ giới. Và các Phật tử trước khi họ giới cũng được truyền giới, cũng được nói ra cái ý nghĩa về giới, nhưng mà đôi khi là không có ai nghe mà cũng không có ai nhớ, già rồi cũng không có ai gì, không ai giữ. Cho nên nó có hương không? Không, không có hương. Mặc dù giới là hương nhưng mà cái chúng ta hiểu đó và chúng ta không thực hiện, cho nên nó bao giờ giới đó, năm giới các Phật tử là nó đã không có thành tựu, vì vậy nó không có hương. Và ngược lại những người xuất gia họ tới 250 giới. Nếu mà phân tích ra nó có 250 loại hương, nhưng mà rồi cũng không có hương. Tại vì sao vậy? Tại vì cái hiểu về cái từ giới hương và hiểu về cái từ giới này chúng ta hiểu chưa có thấu đáo để chúng ta có thể thực hiện được. Bởi vì đầu tiên khi các vị học, các vị nghe cái từ giới là gì, giới định nghĩa của nó và xác thực từ cái tiếng Pali tức là Sila, nó dịch là thanh lương, nó giống như một cái dòng suối vậy, trong sạch thanh tịnh. Và cái chữ Sila này nó liên hệ tới cái phần của một cái người trước khi chúng ta thọ giới. Thì các vị thấy rằng trong cái giới nó có nghĩa là ý nghĩa chính của giới là từ bỏ,
là tác ý, là thọ trì. Cho nên đó là khi mình quy y, mình thọ giới, mình nói rằng con xin giữ giới thứ nhất đó, là con có tác ý trong đó, con có từ bỏ không sát sanh, con xin từ bỏ không sát sanh và con thọ trì giới không sát sanh. Khi nói vậy các vị nghe các vị thấy bình thường quá, nhưng mà thật sự nó khác nhau rất nhiều lắm. Bởi vì có những người họ không hề giữ giới, nhưng mà điều kiện của họ không sát sanh. Giống như bây giờ các Phật tử mình nói giới đó đâu có cần phải giữ gì, qua bên đây tụi con đâu có sát sanh đâu, đâu có phải mà như ngày xưa mình đó là đi bắt cá, đi chặt này kia đồ, hoặc là tới ngày giỗ trời đi rượt gà, rượt vịt đồ, mấy bà ở dưới quê nhổ lông sáng là phải trụng này kia đồ, làm đủ thứ, nó qua đây khỏi, chỉ cần ra shop đó là thấy không? Mua về rồi nhiều khi đó nấu sẵn đó. Rồi bây giờ ở một vài quốc gia trong đó có Việt Nam mình, nhiều khi mình khỏi làm cá, người ta làm sẵn, mua cái người ta làm sẵn, còn mình chỉ người ta làm cho mình. Như vậy là họ không có điều kiện giữ giới sát sanh, nhưng mà họ vẫn không giữ đúng giới sát sanh. Các vị nghe kịp không? Giống như bây giờ mình mất gì đâu, mình nói mình đâu có tội gì đâu, ăn trộm, mình đâu có giữ ăn trộm đâu, không có điều kiện ăn trộm. Ví dụ ngày quê, ngày xưa mình ở quê mình còn nghèo còn đói, vì nuôi vợ nuôi con, đôi khi nữa là đói quá rồi đi ngang qua thấy người ta có bắp rồi thôi cũng bẻ bậy vài trái về nhà nướng cho vợ cho con, hoặc là hồi nhỏ sư phụ cũng vậy, thèm quá không có gì đi ngang qua thấy dưa hấu cũng chui vô bẻ trái ra ngồi đập ăn. Bây giờ mình không cần cái đó nữa, bây giờ nó quá nhiều rồi, mình đâu có thiếu đâu mà phải đi ăn trộm. Thì như vậy là mình có giữ giới ăn trộm không? Nói rằng do vậy là ngay lúc mình không thọ mình vẫn giữ giới được không? Không. Đây là một cái chỗ đặc biệt mà các Phật tử phải lưu ý về cái từ giới. Bởi vì cái từ giới mà nó chỉ có thành tựu khi nào chúng ta có tác ý. Chúng ta có tác ý rồi chúng ta phải có gì? Phải từ bỏ cái tâm thuộc về cái đó. Tức là cái tâm mà lấy của không cho. Các vị biết là nhiều khi mình không có tham, không có lấy của không cho, nhưng mà cái lấy của không cho là cái tâm tham, mà muốn từ bỏ tâm đó tức là mình tác ý mình là hôm nay mình đã giữ giới không ăn trộm, cho nên lỡ ai để đồ mổ một đồ đó là mình phải ráng đi kiếm người ta rồi trả lại, hoặc là nếu không có ai nữa mình phải đem đồ đó giao cho một chỗ công cộng. Nhưng mà đôi khi là mình thấy nó không có ai, cái này bỏ không cũng ổn, cho tôi lấy về tôi xài, ngay lúc đó là mình đã không giữ giới rồi. Vì vậy mình không có tác ý, không tác ý, cho nên vì cái tác ý của mình là cái tâm tham mình không có hết. Đó là chưa kể mình còn trông rằng trời ơi thôi đừng có ai ngó nghe, làm ơn đừng ai ngó, đừng ai thấy, đó là để cho đi hết rồi tôi lượm cho khỏe. Tôi không ăn trộm, cái này là rõ ràng không ai thấy, không ai lấy, cho nên để gì? Ngay khi mình có tác ý như vậy là tâm mình nói là đã là có giữ giới, cũng trở thành không giữ giới rồi, đã là tham rồi. Còn những chuyện mà vô tình đó là không còn ai để mình lấy, mình xài đó, thì nó vẫn đi vào một chỗ nữa là mình không có tác ý, mình không có giữ giới, tức là không có bảo thủ, không có bảo hộ lấy, tức là không có hạnh phúc được trong cái việc giữ giới. Còn nếu bây giờ là mình thấy người ta rớt tiền, mình lượm được 5.000 đồng, không ai nhận, bây giờ mình phải nhận cái sao? Nhưng mà nếu không phải của mình á, với những người giữ giới là họ rất là quan hệ trong chuyện đó. Họ đem cái số tài sản này họ đi cho những cái hội, hoặc là họ bỏ vào những cái chỗ công đức, hoặc là họ giúp cho những người nào mà cái bằng đang chịu thiếu cảnh như thế, mà coi như đó là không phải của họ. Bởi vì mình bảo vệ cái giới nghĩa là không trộm cắp của mình, nghĩa là bảo vệ cái giới không tham của mình. Mình phải có tác ý và mình phải quan hỷ trong việc làm đó. Nó trời bên đây mình làm được cái chuyện đó mừng quá. Cũng giống như những người mà cái tâm mà họ nói rằng thấy người ta rớt sợi dây chuyền xong rồi, giống như người ăn mày thấy người ta bỏ rớt một cái gì, cái hộp đá quý gì đó xong rồi là phải ngồi đó đợi chờ một ngày hai ngày, cũng phải ở đó chờ để trả lại cái đồ đó cho người kia. Thì ngay cái đó người ta mới có tác ý và người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ gặp được cái người mà mất đồ rồi trư là người ta mừng quá. Trời ơi nếu mà không gặp được tôi khổ lắm, tôi mới giữ của này của ai làm gì đó. Chứ không phải là mình đơn giản là mình nói rằng mình giữ giới, có nghĩa là miễn mình không có làm không đó. Vì chỗ này là chỗ quan trọng nhất á, cho nên khi mà chúng ta thấy rằng nếu mà mình có được cái khởi sự thiện tâm, tức là mình hành trì giới,
Mỗi ngày mình nói là mình có giới, nghĩa là chẳng hạn bây giờ nói rằng cái giới tà dâm. Cái giới tà dâm nó không phải là cái bằng ở bên ngoài là mình phải có muốn được giữ những giới này, là mình phải liên kết được cái ngũ bát chánh đạo, là mình phải có chánh gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, mình mới giữ được năm cái giới được gọi là thọ trì tác ý. Nếu không có năm cái chánh đó rồi thì không có thọ trì, không có tác ý. Ví dụ giờ mình nói mình giữ giới không tà dâm, là trên cái giới gọi là cái bằng mình chung thủy một vợ một chồng với ai không, nhưng mà đó là mình chỉ giữ giới trên cái danh nghĩa, trên cái gọi là cái bằng được gọi là cái bằng giới giới pháp thôi. Còn cái việc mà gọi là có thọ trì, có hành trì hoặc là có tác ý hay không á, có bảo hộ và cảm thấy hạnh phúc hay không á, là đòi hỏi rằng là mình có nghĩa là nghe những cái chuyện nghĩa là khác mình thích không, rồi nghĩa là mình thích nghĩa là lén đi coi đi làm cái này cái kia mà không có sự đồng thuận của người kia hay không. Tất cả những cái đó đều liên hệ vào cái việc là mình có bảo vệ được cái tâm của mình hay không, bởi vì mình có tư duy không, mình có tư duy cái chân chánh không, rồi mình có lời nói mình có chân chánh không. Đôi khi mình không có làm cái một cái việc gì bất thiện với một ai đó, mình chung thủy với vợ mình, nhưng mà mình đi nói giỡn, nói cợt hoặc nói đùa hoặc nói những cái chuyện mà liên hệ về vấn đề đó là tình cảm với một người khác, thì ngay lúc đó nó cũng không có bảo hộ được cái giới mà mình đã nói. Tức là trong này nó có nghĩa là vừa tác ý, rồi vừa thọ trì, ha, rồi vừa nghĩa là phải gì, phải tu tập, thì lúc đó nó mới thành tựu giới. Cho nên các vị thấy rằng cái từ mà Đức Phật muốn nói rằng chỉ có giới hương là vô thượng, là muốn nói vậy, là như vậy nó mới tạo thành cái hương, muốn tạo thành công đức, cái phước báo đó. Và chữ giới mà các vị biết là chỉ có một cái vị mà ta gọi là giới thanh tịnh á, là từ A-la-hán á mới có từ giới thanh tịnh. Khi mà tới A-la-hán rồi là không có giữ giới, nhưng mà không có phạm giới. Còn mình đó là không giữ giới, đã giữ giới nhưng mà vẫn phạm giới. Chúng sanh có giữ giới nhưng mà lại phạm giới. Còn A-la-hán và những bậc Bồ-Tát không giữ giới. Vì sao vậy? Vì họ không hề phạm giới. Tức là cái giới của họ được gọi là cái bằng đó là, trong này, trong từ của Pali nó gọi là cái bằng Virusi, tức là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là vì tất cả những cái vị tỳ kheo mà A-la-hán họ không khởi lên ý niệm của gì? Của tham luyến, không khởi lên ý niệm của sát, không khởi lên ý niệm của gì? Của mê mờ, của sai đắm. Cho nên vì vậy mà họ không có phạm vào các cái điều đó, cho nên gọi là không có phạm vào các cái giới khác. Chúng ta nhớ là ngày xưa đó, trong cái cách hành trì giới, người ta có kể một câu chuyện thế này. Kể một câu chuyện là có một cái vị nữa là Ưu Bà Tắc, tức là thiện nam tử, thọ trì năm giới. Thì trên đi đường mới về thì cũng gặp một cái vị thần này mới nghĩa là bắt ổng nghĩa là uống rượu. Và ổng nói không, mà tôi không có uống rượu, tại vì tôi đã giữ giới rồi. Thì vị thần nói rằng ông giữ giới hả, nếu mà ông uống rượu thì bây giờ nghĩa là ông phải chịu một cái hành phạt rất là lớn. Hai con đường ông lựa chọn, một là ông uống hết chai rượu này, hai là gì, hai là ông phải về nghĩa là ông giết cha mẹ, hoặc là ông phải nghĩa là phạm một cái tà dâm, tức là không chung thủy với vợ. Thì trong này, trong hai cái này ông chọn một cái nào, tức là trong bốn giới, một ông làm một giới, hai là muốn chơi được, ông muốn cái nào, thì ông mới suy nghĩ rằng mấy cái kia ông không thể làm được, đó là không thể nào mà không có chung thủy với vợ, mà không thể nào mà giết người hoặc giết hại chúng sanh. Cho nên vậy ông nói vậy thôi, đó là tôi ráng uống chai rượu, tôi xỉn vậy rồi. Nhưng mà rồi khi ông uống xong chai rượu rồi đó, thì bốn giới kia coi như hết. Bởi vì giờ đi về là thấy người ta, thấy con gà người ta chạy ngang, cái là muốn nấu cháo gà, bắt con gà để nấu cháo gà. Cái bắt con gà nấu cháo gà là cái dòm thấy cái cô hàng xóm đứng là đi kiếm con gà, nó nói trời ơi sao mà nó đẹp dữ vậy, đó là muốn nghĩa là tà dâm. Rồi đến chừng khi người ta hỏi tới con gà đó là có chạy qua đây không, nó làm gì có gà gì đâu, gà tôi nấu là gà của tôi mà, vậy nó phạm vào tội nuôi giới. Giết con gà, bắt trộm con gà, khởi ý tà dâm và nổi dối, nó chỉ trong một lúc thôi thì nó đã không có control của mình. Bởi vì
Bởi vì khi cái mê mờ của tâm rồi thì coi như là mình không có tác ý, không có chánh niệm á, thì cái lời nói mình gọi là chánh ngữ và tư duy mình á, thì nó đã rơi vào cái chỗ mà gọi là cái không có giữ giới. Ngược lại những vị Bồ Tát, vị A La Hán, người ta gọi là giới chân chánh hay gọi là giới thanh tịnh, là vì những vị đó họ luôn luôn ngồi trong cái trạng thái hoặc là đi trong trạng thái, nói trong trạng thái, tức là kiểm soát tâm của mình. Vì vậy mà họ không khởi lên các bất thiện thiện pháp, cho nên họ không có giữ giới, nhưng mà họ không có hề phạm giới. Ngược lại, giờ chúng ta khi học, chúng ta học cái từ đó là giới hương là vô thượng này, chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta đang bị cái chỗ gọi là lẫn quẩn, là chúng ta không có, chúng ta tưởng là chúng ta giữ giới nhưng thực sự chúng ta không hề có giữ giới. Các Phật tử có nghe kịp không? Tại vì khi mà mình muốn có được gọi là giữ giới là mình phải có tác ý, là mình nói rằng hôm nay con đã trước Phật, trước đại chúng con thọ giới này rồi, cho nên là con phải làm sao mà cái giới này nó tăng trưởng. Nữa là chẳng những không sát sanh mà con phải khởi cái lòng từ bi, con phải có ý nghĩ từ bi, con phải thương người, không ăn trộm mà con còn phải hy sinh, con phải cho người ta nữa. À, và không có tính cách làm thế nào mà để được cái lợi mình gọi là tiến tàu, gọi là cái phần tiện nghi. Làm thế nào nó con đạt được tiện nghi, không phải là con nghĩa là vừa xe vừa ngừng là con lo con nhào lên trước để con dành một cái chỗ ngồi phía trước, chẳng hạn nghĩa là dành tiện nghi. Rồi cái là con sắp hàng trước để chọn được cái món ăn nào có nhiều hơn, hoặc là vô ngồi một cái bàn là phải đợi ngồi chỗ nào mà để người ta dọn mình thức ăn nhiều hơn. Khởi lên những ý niệm đó đều rơi vào con đường của không có tác ý gì vậy. Đây mới là một vấn đề khó mà chúng ta nói rằng đó là chứ không phải là dễ. Cho nên vì khi mà giới mà nó được hoàn thiện, nhưng mà mình học cái rồi mình mới thấy rằng giới nó sanh định, định nó sanh tuệ. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi chúng ta giữ giới, chúng ta phải hiểu rằng trong giới nó còn có liên hệ đến một vấn đề nữa, nghĩa là giới chân chánh và giới không chân chánh. Tại sao giới mà có chân chánh và giới không chân chánh? Nghĩa là nếu một người như Đức Phật nói là một người giữ giới mà chân chánh á, là vì giới đó nó liên hệ đến mục đích, liên hệ đến sự giải thoát. Là nếu mà mình giữ giới đó, mình biết rằng nó liên hệ đến là về nhân về quả. Mình giữ giới không sát sanh là vì để gì? Để không có tạo cái nhân bất thiện cho mình và cho người khác. Không trộm cắp để không gây đau khổ cho mình và cho người khác. Không tà dâm để bảo vệ bình an cho gia đình của mình và bảo vệ bình an cho gia đình của người khác. Không nói dối là để bảo vệ chữ tín và sự hạnh phúc của mình cũng như là của người khác, không có lường gạt người ta. Cuối cùng không có say sưa uống rượu là gì? Để mình tỉnh táo, không gây tai nạn cho người khác mà cũng không gây tai nạn cho mình. Tức nghĩa là giữ giới mà có liên hệ đến mục đích thì gọi là giữ chân chánh. Mà nhất là mục đích nghĩa là giải thoát. Còn cái gì gọi là giới không chân chánh? Giới không chân chánh còn được gọi là giới, mình gọi là giới cấm thủ. Nghĩa là có những cái tổ chức đó, người ta lập ra những một tổ chức, người ta có những cái giới, nhưng mà giới đó là phải thề, phải thốt, nghĩa là nếu mà không làm điều này là phải bị gì đó, phải bị nó là khổ sở. Khi muốn vô là phải nhận cái giới này rồi, là nếu mà anh không làm là coi như là nhà anh sẽ bị tai nạn cái này kia rồi. Rồi vô một lần giống như bên mình gọi là mafia, nó có một cái luật gọi là Omega. Luật đó luật gì? Các vị có biết luật đó không? Vậy là đây không là mafia. Khi muốn gia nhập cái mafia là mình phải biết cái luật Omega. Omega là cái luật gì nè? Chết cũng không được quyền, không được quyền nói. Có nghĩa là giống như mình gọi là thề trung thành vĩnh viễn là không bao giờ được quyền nói. Bởi vì nói là mình sẽ bị chết, nói là mình chết còn đau khổ hơn nữa. Thà mình chết một mình còn nếu mình nói ra nó chết luôn cả gì? Gia đình mình và luôn cả nhiều dòng họ nữa. Và cái luật đó, vì những cái luật đó là một loại giới, mà giới nó thuộc về giới cấm thủ. Còn bây giờ có những tổ chức gọi là giới của sự khủng bố. Giới khủng bố. Và khi mà nói tới cái chỗ mà giới cấm thủ này là ngay thời Đức Phật là đã có giới cấm thủ, nó không có cái gọi là IS bây giờ đâu. Nhưng mà giới ví dụ như là những cái vị bây giờ ở Ấn Độ còn là Niganda, tức là gì? Là Ni Kiền Tử á, là họ không có mặc quần áo, họ giữ cái giới đó, là họ nói rằng đó là khi mình sinh ra, tại sao cha mẹ mình sinh ra, tại sao thiên nhiên thượng đế hay là cái cõi trời sinh ra là người ta đã không có quần áo, tại sao giờ mình mặc đủ thứ như vậy? Có nghĩa là mình đi trái lại cái thiên nhiên và mình không đúng. Con người chân thật lại là con người đó là 100%. Con người của từ Adam Eva sao cái địa nó vậy đi. Mà người nào giữ vậy thì họ mới nói là người đó mới trở lại, mới đúng lại cái nguyên thủy của con người và mới đúng là cái chân lý. Còn không là con người giả dối, cái con người giả dối bây giờ mình có mặc thứ gì thì cũng giả dối hết trơn.
Và do đó họ đưa ra một cái luật. Cái luật đó người ta gọi là đạo lõa thể, tức là đạo đã làm cái bằng niên điện tử. Thì cái giới đó được gọi là giới không chân chánh, vì nó không liên hệ đến mục đích giải thoát, nó không đưa đến vấn đề của hạnh phúc của thế giới này. Cho nên bây giờ Ấn Độ vậy, đi đâu mấy ông đi là người ta phải đứng ba ngày phải che, bởi vì ông đẹp đặc biệt lắm, ông đi đâu là có mấy người dòm vậy nè, che nhưng mà mấy ngón tay phải lớn vậy nè. Chứ thật ra nếu mình che cho đúng thì các vị biết làm gì không? Nếu mà nói rằng là đặc biệt mà mình muốn che cho chắc ăn nhất là cái bằng đó là mình nghĩa là không có sợ là mình mặc đồ gì cả, mà mình chỉ sợ là mình thấy người ta thôi. Che hết hai con mắt mình rồi là mình không có sợ gì cả, mình không thấy ai chứ. Còn ai thấy mình thì đáng chịu. Còn mấy ông đi gần ta bây giờ Ấn Độ bị ông đi đâu là người ta phải che vòng vòng. Bây giờ cũng còn đi ở Ấn Độ tùm lum mình á. Thứ đó là thứ thiệt á. Cho nên giới đó gọi là giới cấm thủ. Còn bây giờ có những người giới cấm thủ là theo Phật giáo mình, tức là theo đạo, nhưng mà cái bằng cứ nghĩ rằng cái giới này nó phải vậy, phải vậy, phải vậy, cho nên bám vào đó. Rồi cứ nghĩ là nói rằng tôi giữ giới này nè, còn mấy người kia không giữ giới, tôi không giữ giới, tôi không gì. Là cái đó thuộc về tà kiến, cũng là giới cấm thủ. Nghĩa là cái vụ mà giữ giới của mình á, mà làm cho người ta phải gì, các vị biết không? Làm cho người ta đau khổ. Bây giờ mỗi lần đi làm ở dưới Nam Úc mà đi mấy đệ tử mình lính, nó học được đâu còn bọn nói hát thấy người ta đau khổ là mình vui à. Cho nên thấy ta bị rầy là mình khoái. Cái đó không gọi là cái bằng giới không tụ. Nghĩa là lấy cái khổ đau người ta làm hạnh phúc của mình. Đằng này cũng như vậy đó, có nghĩa là mình giữ giới thì không biết sao, nhưng mà mình nghĩa là mình tu mới tới đâu, không có hiểu cái từ giữ giới là phải có tác ý, rồi phải có cái là tư duy, rồi phải khởi thiện tâm quan hệ. Đằng này không, giữ giới mà cái bằng để làm cho người ta khổ rồi đem nó rằng là tôi giữ giới vậy nè, tôi vậy mới tu cái chân chánh, còn người kia họ vậy đó là không giữ giới, thì ngay lúc đó là có thuộc về tà kiến, cái đó gọi là giới không chân chánh. Và nếu khi mình đọc kỹ mình thấy rằng tại sao khi Đức Phật nói rằng hoa, các loại hoa chiên đàn, hoa sen, hoa nghĩa là gỗ trầm hương rồi gì, nó cũng không bằng hoa của người giữ giới. Tại vì giới đây chúng ta phải hiểu rằng trong cái giới này nó bản thân nó là cái bằng ly tham, ly sân, ly si, và nó chân chánh vì mục đích của nó là đưa đến giải thoát giác ngộ. Cho nên người giữ giới này nó có một mục đích rất là cao thượng. Và nếu mà đã mục đích cao thượng cho nên nó không có bị nghĩa là bởi cái thiết lập các cái định chế mà bắt người ta phải nghĩa là cái bằng giống như là ép sát vậy. Có nhiều người nói rằng là giữ giới là phải khổ hạnh, phải nghĩa là thà tôi chết chứ còn tôi không có ai cả đó, không có, giống như mình gọi là một cái luật của đạo cái gì Jehovah, tức là thà chết chứ không có truyền máu, bởi vì máu người ta dơ lắm, mà hãy truyền máu rồi là không lên được cõi trời. Cho nên giờ cõi trời chưa thấy, thế giờ đứt hơi đây rồi, chết trước rồi đó. Cho nên thà chết giống như Omega vậy, tức là thà chết chứ còn không có chịu truyền máu, dù đó là máu của ai, máu của cha của mẹ, nhưng mà mình tưởng sao mình cũng ở trong bụng của cha của mẹ mình sinh ra, và cái bằng cái DNA của mình là của ai, của cha của mẹ đó chứ của ai đâu, chứ phải gì mà phải đi truyền cái người đó là người Mỹ đen Mỹ đỏ mà vô nó lộn rồi tự nhiên mấy nhiều người hiền nó tự nhiên truyền máu xong tự nhiên phái bánh bài. Trời ơi, đúng cái máu nó mới chết người vậy đó. Rồi có nhiều người chưa rộng rãi lắm, tiền có máu rồi trời nó hại tiền chết luôn, tham từng đồng từng cắt. Tại vì sao vậy? Là máu không phải là máu của gen của mình. Còn nếu bây giờ truyền máu của cha của mẹ hay là của con cái, không, nhất định máu ai cũng truyền, bởi vì máu được dơ. Thì những cái luật như vậy được gọi là cái bằng giới không chân chánh. Chứ không phải là khi mình nói giới là cái nào có giới là mình giữ đâu. Giữ giới chúng ta phải biết rằng giới nó mang tính thanh tịnh, cho nên phải biết rằng cái thủ cái xã, khi mà mình nghe tới cái từ cái bằng silaba hay gọi là tubanada, tức là cái bằng cấm thủ rồi đó, là mình không dám đụng tới. Cái đó là rất là đáng sợ, nhất là những người mà bây giờ là theo thế giới của Hồi giáo, họ có những cái giới cấm thủ đưa đến là đúng là cái bằng cuồng tín, tức là sẵn sàng đó là chết vì giết người mà họ không bao giờ thấy, họ coi đó là một sự quý giá, coi đó là một hạnh phúc, thì điều đó sai lầm. Cho nên Đức Phật nói rằng cái giữ giới này nó được Đức Phật thí dụ rằng giữ giới nó có ba hạng người, có ba hạng người giữ giới.
Giới thứ nhất là giống như giới như chăn bò. Các vị có muốn giữ như chăn bò không? Thật ra mình hiện tại đang giữ giới là như chăn bò vậy. Cho nên là tới cái giờ của Duy truyền giới là nói bây giờ truyền cho Phật tử năm giới, giao cho năm con bò, dẫn năm con bò đi. Mà nếu mà còn giữ được năm con bò dẫn về á là quý lắm rồi đó. Đó là gọi là giữ giới như người chăn bò. Ông thầy truyền 250 giới, đọc cho đủ, học cho thuộc xong 250 giới, tức là đưa cho 250 con bò, nhớ nha, đem đi đem về 250 con bò thôi. Nhưng mà không có hiểu được giá trị của con bò, không có đạt được hạnh phúc trong cái việc để mình làm chuyện đó. Cho nên Đức Phật nói rằng giữ giới đó giống như là người chăn bò thôi. Mà tất cả chúng ta là 80-90% là giữ giới như người chăn bò, tưởng là mình giữ giới độc giới thôi, nhưng mà thật ra là mình không có đạt được hạnh phúc, tức là không có gì, không có hộ trì, không có đạt được sự hân hoan trong thiện pháp. Bởi các vị biết là ngày xưa nó có nữa là một con khỉ, nó cúng dường cho Phật, nó cúng dường cho Phật, xong rồi Phật nhận nó rồi, nó mừng quá, nhảy tưởng tượng rớt xuống giới xuống chết, mà cái tâm quan hỷ bởi thử thiện pháp cúng dường nó mà được sanh lên cõi trời, đó là làm một vị thiên lên cõi trời. Còn một cái vị nữa là ư bà tắc vậy, giữ giới xong rồi đó, các vị biết không, mà tám giới nữa là thanh tịnh xong rồi đó, mình gọi là thọ bát quan trai xong rồi đi về mà vừa đi vừa hân hoan vừa sung sướng, mới nghĩ rằng hôm nay mình giữ giới thanh tịnh này kia. Cho nên nghĩa là vừa đi vậy gặp con bò nghĩa là nó hút cây là chết, ngay khi vừa chết là sinh lên cõi trời. Cho nên nghĩa là cái giới đó, cái công đức của nó là cơ bằng cao vậy. Hỏi tại sao vậy? Là vì cái vị đó nghĩa là hộ trì hân hoan trong thiện pháp, giữ cái niềm hân hoan đó, cho nên vì vậy mà công đức nó lớn mạnh đến mức độ là vừa giữ giới vừa thác sinh là sinh lên cõi trời. Chứ không phải là chỉ có tám giới nào như vậy, mà nếu mà mình ở trong thiện pháp mình giữ được vậy đó thì mình sinh lên cõi trời. Rồi bây giờ các Phật tử thấy rằng tại sao mà mình lâu nay mình giữ giới mà thấy cõi trời còn sao á, là tại vì mình giữ giới như chân bò vậy thôi. Đọc kêu bằng sáng nay giao mình bao nhiêu con vậy hả, vậy con giữ bao nhiêu con, còn chuyện còn mất thì chưa tính nha, còn được mấy con thì không tính nữa. Còn nếu người nào kỹ lắm là dẫn đi 10 con thì đem về lại 10 con, nhưng mà không hề biết cái con nó ra làm sao, cái mỗi con bò nó lớn nó mập làm sao, rồi cái tác dụng hay là cái hạnh phúc hay là cái lợi ích của sữa bò hay của thịt bò mình hoàn toàn không cần biết chuyện đó. Chuyện đó của chủ ai làm là từ chỉ có trách nhiệm là dẫn 10 con bò đi, dẫn 10 con bò về vậy thôi. Thì trách nhiệm của chúng ta giữ giới vậy đó, tức là nói rằng đó là quý y là phải thọ trì năm Phật pháp đó. Dạ xong rồi vậy thôi. Hỏi nó tác dụng thế nào trong năm giới, không biết, không có hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình đã không có được gì, không có được thọ trì, không có gì hết. Cho nên rồi bây giờ mình mới thấy rằng tại sao mà Đức Phật nói ở đây là trong giới nó có nhân có quả, cho nên vì vậy cái hạnh phúc của mình là phải giữ năm giới. Rồi giới thứ hai là giữ giới thứ hai, mình nói rằng nếu mình không phải là người chăn bò vậy thì mình giới thứ hai là gì? Giống như là những cái người mà gọi là họ đưa đến cái vấn đề như kẻ ngoại đạo. Kẻ ngoại đạo mà giữ giới là giống như là họ phải có thề, có thốt, phải theo đạo thần lửa, rồi phải đứng một tay, quỳ một chân, hoặc là nghĩa là ngồi phải nghĩa là nhắm mắt suốt đời, hoặc là phải nghĩa là không được nói chuyện suốt đời. Những cái đó là giới như ngoại đạo sẽ làm cho mình nghĩa là khổ đau mà không đưa đến nghĩa là hiện lệ mục đích vậy thôi. Còn chỉ có cuối cùng cái người giới thứ ba là như bậc thánh á, tức là biết được rằng cái giới này nó sẽ làm hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người khác, cho nên nó cũng như là một cái gì, một cái hàng rào nó bảo vệ an toàn cho mình và không xâm phạm đến cái hạnh phúc của kẻ khác, thì cái đó được gọi là chân chánh, cái đó được gọi là sila. Như vậy cái câu nghĩa là hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng. Bây giờ chúng ta sẽ chưa nói tới cái phần thứ hai nữa. Phần thứ hai nữa nó còn có một cái loại nữa, tức là cái câu 56 và câu 57 thì chúng ta sẽ học kỳ sau. Chứ bây giờ thì nó thì giờ của mình nó sẽ hết rồi, nó không còn nữa. Bây giờ nếu mà mình muốn biết giữ một cách an toàn và tốt đẹp hơn á, thì chúng ta sẽ lần sau chúng ta sẽ nói về cái năm cái phần hương, năm cái phần hương. Với hai nữa chúng ta sẽ nói làm thế nào để nó là chúng ta có thể hiểu được cái lời của Phật.
dạy qua những cái lời Phật cú rất là ngắn gọn, nghĩa là giới, giới hương. Tự nhiên khi mình giữ giới thì nó tạo thành cái gì? Bởi vì các vị đọc trong cái phần hồi hướng sẽ có câu nghĩa là cái bằng hằng dùng giới hương đồ binh thể, thường trì định phục dĩ tư thông, bồ đề dị hoa biến trang nghiêm, tùy sở trú xứ thường an lạc. Chúng ta sẽ học cái phần đó phần sau. Bây giờ đó thì tóm lại, nếu mà mình trở lại cái phần đầu như mình nói rằng, vì chúng ta học cái kỹ năng, cái nhân cách của một cái bậc chân nhân thì chúng ta phải biết bảo vệ, chúng ta phải biết gìn giữ, chúng ta phải sống giống như một công dân đức dục. Phải làm thế nào có một nhân cách sống để tự mình tỏa ra những cái mùi hương mà có thể đi được ngược gió làm hạnh phúc cho người khác. Thì thầy sẽ đọc cho các vị nghe một cái bài thơ của thầy Cà Ri, ông sẽ nói về cái này này để các vị suy nghĩ. Các vị biết thầy Cà Ri không? Thầy Cà Ri làm thơ rất là hay à, tại vì thầy đã thường là ở Ấn Độ tu tập và giúp cho Ấn Độ, cho nên kêu thầy Cà Ri chứ thiệt ra thầy không có Cà Ri đâu. À, bây giờ thầy trong bài thơ này có tên tựa là cái phần nếu đánh mất. Các vị lưu ý là đây là một trong những cái nhân cách sống mình sẽ học. Nếu đánh mất đi nhiệt tâm, con người trở nên gì? Trở nên lạnh nhạt. Nếu hay là mình gọi là nếu mình đánh mất đi cái nhiệt tâm của mình thì mình giống như mình gọi là vô cảm rồi, cho nên con người trở nên lạnh nhạt. Năm tháng đi trôi âm thầm, một ngày một đời không khác, tức là sống rất là lãnh cảm. Bây giờ là chúng ta bị vô cảm, vô cảm với khổ đau cho người khác, thiếu đi cái nhiệt tâm, thiếu đi cái sự nghĩa là cái phần hăng hái, thiếu đi cái sự nghĩa là tỉnh thức, đó gọi là vô cảm. Cho nên nếu đánh mất đi trọng tâm, bước chân con người nghiêng ngả, sống trong cõi đời thăng trầm, thiếu chỗ tựa nương buồn bã. Loại thơ này có 6 chữ thôi, là vì chúng ta phải có một mục đích, chúng ta phải có một trọng tâm, một điểm rơi. Chứ nếu không thì nghĩa là cả cuộc đời của chúng ta nó sẽ giống như con thuyền mà không có gì, không có định hướng, không có neo, không có mục đích, thì nó sẽ trôi qua lật lại trước sóng đời. Trên câu thơ có ý muốn là vậy. Nếu đánh mất đi thành tâm, con người dễ cùng giả dối, đằng sau dáng vẻ ân cần, thường đã ươm mầm phản bội. Cho nên mình sống với ai mình phải có một cái sự nghĩa là một chút gọi là một sự chân thành, chân thật đó. Cho nên nếu mình đánh mất đi cái thành tâm của mình á, thì con người ở với nhau rất là giả dối, ở sao nói thấy tốt này kia, nhưng mà phía sau là nó có cái mầm gì phản bội, gọi là đâm sau lưng chiến sĩ. Nói như vậy mà ra phía sau thì mình sẽ làm cái cách khác, bởi vì mình thiếu cái thành tâm của mình. Và nếu đánh mất đi nhân tâm là gì? Là lương tâm, là bản chất con người của mình, là nhân phẩm hay là nhân bản của mình. Là nếu đánh mất đi nhân tâm, con người sát bên tàn nhẫn, từ đồng loại đến hạ cầm, ra tay chẳng hề ân hận, tức là mất đi lương tâm rồi, mất đi cái nhân bản của mình rồi, cho nên người ta chết hoặc là giết người đi nữa mà không có thương xót. Giống như nhiều vị hỏi rằng không biết làm sao mà con người có thể nắm cái cổ người khác mà cắt được. Từ cái chỗ mà chúng ta cắt một cái con thú, cắt một con gà, rồi cắt một con bò mà chúng ta quen tay không sợ, thì bữa sau cắt con người nó dễ không? Máu nó chảy là sự đau đớn của chúng sanh không làm cho mình chùn bước, thì cái tay mình nó trở thành quen, nó gọi là sát thủ máu lạnh. Máu mình nó đã lạnh rồi. Cho nên nếu mất đi lương tâm, nếu mất đi lương tâm, con người vô cùng nguy hiểm, đạp trên lẽ phải mà đi, bỏ mặc lương tri hạnh kiểm. Tức là lương tâm là gì? Là trách nhiệm. Khi nãy mình nói là vô cảm, mà trong cái vô cảm nó còn phần thứ hai là cái phần trách nhiệm. Lương tâm là trách nhiệm. Cho nên khi mình đi ngang qua, mình thấy người một cái ly ai đó làm bể mà nó rớt, nó còn lại một mảnh vụn, mình phải kiếm đồ, mình phải quét sạch sẽ, gọn gàng. Bởi vì không phải cho mình, không phải cho người, ai đó lỡ họ đạp lên thì sao? Ai đó lỡ không có một đôi giày đàng hoàng như mình sao? Hay là nếu một người nào mà cẩn trọng hơn, bé nhẹ hơn, cứ nghĩ rằng trời lỡ cái bệnh trai này mà con mèo con chó chạy ngang qua đâm chảy máu nó tội nghiệp. Và các vị biết là con người nó đã đi đến một cái độ cao cỡ nào rồi, nghĩ tới con chó mà bị chảy máu chân, con mèo chảy máu chân mình cũng đau á, thì lúc đó các vị biết là cái lương tâm của vị nó đã đi tới chỗ nào rồi. Còn cái thế giới ngày nay mà đầu tiên ta nói rằng lương tâm này chó tha đâu rồi,
hỏi câu hỏi vậy đó, tức là lương tâm của mình đã chó nó tha đi đâu rồi, là vì sao vậy? Không còn lương tâm nữa, không có hoài cảm, không có nghĩa là cái bằng compassion, tức là không có một cái sự bao dung, không có một cái sự nghĩa là cái bằng cảm thông với ai trên đó, thì đánh mất lương tâm rồi. Cho nên mới nói rằng là để mà đạt trên lẽ phải mà đi, cho nên bỏ mặc lương tri hạnh kiểm. Còn nếu theo Phật giáo mình là nếu đánh mất đi từ tâm, con người biến thành vô cảm, niềm đau nỗi khổ tha nhân, một tia mất nhìn, lãnh đạo. Lãnh đạo tức là thay vì làm lãnh đạo mà thành làm cái bằng lãnh đạm luôn, cái bằng không còn cái gì đó, có rất là bình thường. Và thế giới mà cái xã hội mà đất nước mà chúng ta đang nói là đưa vào cái chỗ mà cái bằng đó là vô cảm này, vì mất đi tự tâm. Nếu mất đi tính tâm, con người hoài nghi thất vọng, đóng cửa sống trong âm thầm, cho thế nhân toàn hư hỏng, tức là mình mất đi cái tính tâm. Phần sau chúng ta học, chúng ta sẽ thấy rằng bốn cái mà chư thiên á có thể cộng đủ lượng người, trong đó một chỗ đó các bạn phải có gì, phải có nghĩa là tính tâm. Cho nên trong Phật học là cái tính tâm người là niềm tin là quan trọng, và nếu có niềm tin thì mình mới có thể nghĩa là cộng trú với chư thiên được, mới sanh lên quả trời được. Rồi bây giờ có bốn phần này. Phần sau này để chúng ta nói là qua cái bài sau đi, bởi vì cái bài sau này sẽ nói tới cái phần là tính tâm. Mà bây giờ nếu mình mất đi tính tâm, con người hoài nghi, thất vọng, đóng cửa, sống trong âm thầm, cho thế nhân toàn là hư hỏng. Bởi vì mình không tin ai, xã hội làm cho mình không tin nữa. Và bạn bè không láng cho mình tin nữa thì mình mất tính tâm. Mà nếu mình bước vào Phật học mà mình mất đi tính tâm là coi như bây giờ dù mình có ở trong chùa, ăn hết bao nhiêu hũ gạo, cũng không có bước vào được cái cửa của đạo. Vậy thì còn mấy cái vụ nếu nữa, nếu mà mất đi nữa thì mình để dành kỳ sau ha. Nếu mất đi thời gian thì bụng sẽ la, có bụng phải không? Và đại chúng nào nữa, chúng sanh chọn thành Phật đạo.